Mentor Trip Jedi High End Equipment Instruction. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với Thiên Đường Structurize dòng Performance Plus. Đây, chiếc máy này có tên là Lat Pull Down, một máy rất là quen thuộc và là huyền thoại của thể hình Việt Nam. Máy được sản xuất Made in USA, nó thuộc dòng Performance Plus nha các bạn. Nhìn cái máy là thấy xịn sò rồi. Đó, trong đại gia đình Performance Plus thì không có gì để mà chê cả, không có gì để mà nói nhiều cả. Bây giờ chúng ta cùng đi qua cách tập máy này, cách sử dụng máy này. Máy này sử dụng có cái chốt trên đây dùng để tháo ra để lắp những cái thiết bị khác để vô để mình tập, mình kéo. Và phần ở đây là chỉnh. Chỉnh cái vị trí này cao thấp để cho nó khóa cái chân mình lại một cách tốt nhất để chúng ta giữ ổn định cơ thể và chúng ta bắt đầu chúng ta kéo. Khối lượng tạ của cái máy này vẫn là 225 pound, khối lượng tạ tối đa là 235 pound. Đó, đẹp rồi đó. Vô, cầm, kéo. Gác tạ nhẹ nhàng, bước ra. Một chiếc máy được thiết kế rất là hài hòa, rất là đẳng cấp và toàn vẹn. Đây, Made in USA, logo tấp tấp huyền thoại. Khung thép đẹp, đồ ốp tả cũng đẹp nữa. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Hoa Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên Đường Tạ Thẻ Phi Quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.